Nếu bạn thức dậy, tôi phát hiện ra rằng tôi đã quên làm bài tập về nhà, các em sẽ giải quyết nó như thế nào? Những đứa trẻ bình thường thích đến trường. Hơn nữa, Nobita coi việc không làm bài tập về nhà như một thói quen hàng ngày. Rõ ràng là tôi cảm thấy muốn học ngày hôm qua, nhưng cuối cùng tôi lại thua vì quá ham chơi. Nếu một ngày nào đó Chúa sẵn lòng ban thưởng cho Nobita, mọi thứ sẽ chẳng là gì. Lăng béo không còn cách nào khác đành phải lấy hạt dẻ trì hoãn trước ra, hét thật to lên trời, vừa chỉnh lại thời gian, trì hoãn nộp bài tập về nhà một ngày. Tôi nghe nói hôm nay bạn không phải nộp bài tập về nhà. Toàn thân Nobita không được khỏe, tôi phải ra ngoài và trở thành một nhóm sinh viên khốn khổ một lần nữa. Tôi thấy Nobita đang đuổi theo tôi, Shizuka hét lên và bỏ chạy. Gặp Nobita có nghĩa là đến muộn, đây là luật cổ xưa. Shizuka là một học sinh giỏi và chắc chắn sẽ làm bài tập về nhà. Không ngờ hai ông chồng hổ của bộ ba cặn bã, anh ấy thậm chí còn bỏ rơi bạn bè và làm bài tập về nhà. Nhóm sinh viên thanh niên ba phế thải bị giải tán ngay tại chỗ. Đến trường, chỉ có Dacian là một loại khác. Không ngờ thầy lại đổi môn, đổi chủ đề sang ngày mai. Nobita được thầy khen ngợi vì hành động tử tế như một vị Bồ Tát sống, xúc động đến mức khiến Nam Nhi phải khóc. Hãy vui vẻ cho đến khi tan học. Hôm nay lại có thêm một người tốt nữa. Nobita rốt cuộc không phải là một đứa trẻ cầu tiến. Hơn nữa, tôi có tất cả đạo cụ trong tay. Béo xanh ngây thơ quá, tôi vẫn muốn lấy lại đạo cụ, nhưng đạo cụ lại nằm trong tay Nobita. Tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi tôi được chơi theo một cách mới như mong đợi. Ngày trả lại đạo cụ đã bị hoãn lại một ngày. Nobita hạnh phúc như một vị thần. Patty Blue có thể sử dụng đôi chân của mình để tìm hiểu điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thời hạn nộp bài bị đẩy lùi nhiều lần, nhưng có một lỗi trong đạo cụ, bạn không thể sửa đổi điều tương tự hai lần. Xanh béo chờ đợi Nobita thông minh nhưng lại bị nhầm là thông minh. Nobita bước hai bước một cách bảnh bao, cứ dẫm lên con chó hung ác. Thời điểm quan trọng, bạn chỉ có thể trì hoãn việc bị chó cắn trong một ngày. Hy vọng chú chó này chỉ có 9 giây trí nhớ. Làn sóng này chưa kết thúc, làn sóng khác lại nổi lên. Bị một quả bóng đập vào có thể trì hoãn một ngày. Newton đã phải nhấc tấm ván quan tài lên mới nhìn thấy nó. Thảm họa góc dáng khiến Nobita khốn khổ, nhưng Nobita gặp nhau để chiêu mộ và triệt hạ. Đến nhà vợ tôi, cửa sổ cũng đóng, cửa cũng bị khóa. Dacian quyết định trình bày thời gian, các tờ giấy đã được di chuyển, bóng chày đến không được mời. Mẹ chồng lên tầng 2, rơi thẳng xuống đất. Tôi phải tiễn con rể tương lai của mình đi. Bi kịch, thật là bi thảm. Để thoát khỏi xiềng xích của số phận, Nobita quyết định tiếp tục tự sát. Chỉ là con đường giữa kẻ thù rất hẹp. Cú tấn công bằng quả bóng nhỏ của Nobita, nắm đấm hổ béo giết chết người, nhưng đã bị Nobita trì hoãn 15 phút. Nobita cũng hư hỏng khá nhiều. Anh ấy thực sự đã yêu cầu giáo viên của mình làm người bảo vệ pháp luật với thầy như chiếc chuông vàng. Ngay cả Fat Tiger cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm bằng đôi mắt to. Không ngờ giáo viên đột nhiên chuyển chủ đề, muốn ra ngoài giao cái gì đó. Giáo viên đã cho tôi một cái gì đó. Đó là cuộc sống mà Nobita đã trao cho bạn. Thấy rằng việc giữ người trong miệng không có tác dụng, Fat Tiger cũng vào chế độ chiến đấu. Nobita chỉ có thể vào lại chế độ tư vấn, ngồi lại và đợi thời gian trôi qua. Hãy nhìn Nobita hôm nay làm việc chăm chỉ đến không ngờ. Cô giáo quyết định khen thưởng, đó là đi ra ngoài và đích thân mua một chai nước uống. Nụ cười hài lòng của hổ béo khiến Nobita sợ đến mức nghẹn giọng. Lúc này đúng 15 phút, chứng kiến con tôi bị nhốt vào chiêu hua. Xanh béo đã nói câu tục ngữ đó, không phải là bạn thông báo rằng thời điểm chưa đến, chồng tôi lại đến Versailles, hoặc bố tôi có hàng loạt bạn bè, thiết kế một kiểu trang điểm Halloween tuyệt vời cho chính bạn. Một cái bẫy được giao đến tận cửa nhà bạn. Nobita không phải là người yêu thân thiết nếu không giúp đỡ. Mặc dù tiểu thư không cao, chân ngắn nhưng rất nhanh, chỉ 10 giây, vừa trở lại với lớp trang điểm. Sau khi lừa dối chồng, Nobita quyết định lừa dối mẹ mình. Tiền tiêu vặt không phải là thứ bạn có thể có nếu muốn, nhưng giây tiếp theo, mẹ trở thành đại sứ để rải tiền. Một khi bạn nhận được tiền, bạn sẽ không còn hạnh phúc nữa. Phim hoạt hình rất cần thiết, tình yêu nảy nở giữa nam và nữ chính trong quá trình trốn thoát. Nobita và hai người nhìn nhau đầy yêu thương, nhưng vào thời điểm sinh tử, hẹn gặp bạn vào tuần sau nhé. Người bình thường có thể đợi ai? Sử dụng đạo cụ trong tay để kích hoạt xem trước theo yêu cầu. Trở lại thời điểm quan trọng của sự sống và cái chết, nam chính nhảy xuống tầng 2, chạy trốn cùng nữ chính. Nobita vẫn muốn làm điều tương tự. May mắn thay, Patty Blue nhạy bén hơn. Đêm khuya, tất nhiên là Nobita đang chơi đùa trên biển đã không làm bài tập về nhà. Tôi muốn thấy Nobita bị lừa. Không ngờ đại hùng có mạch não kỳ lạ. Thực ra tôi đã ước được quay lại vào tối mai. Vì vậy nếu bạn bè cũng có chỗ dựa này, bạn sẽ ước điều gì?